Đây, anh cáo nó đang cưa. Trùng vô giống chuột à. Bây giờ chuột mà cưa trong hang. Anh qua cái thấy gì không chắc. Biết chừng nào nó đứt cứ gánh kiên trì vậy. Mình đào, cưa. Đó, thành cáo nó cưa. Cái đây các bạn. Nó có bộ tàng linh đẹp à. Được không? Cứ được không? Gần nó đứt mà. Gần đứt rồi. Thôi ráng kéo đi. Nứa mà, hơn nứa mà. Mai cốt mốt cưa thì từ từ mình kéo. Này con rầu mơ kéo nữa. Này con rầu mơ kéo nữa. Biết nói sao không? Vô được nứa hơn nữa này anh Thao. Vô được hơn nữa này. Hết lực cưa này, mà. Cưa này ăn cơm được khúc mà. Hết lực cưa. Coi cưa rất dư mắc cưa luôn nha. Cái đá đó cưa ráng được rồi. Rất dư bỏ luôn á. Vạch núi chiều leo hai thằng đu như khí, không biết được cái giải gì trong đây, không biết mà thấy vất vả thế. Thử cố gắng mồi ra thử nó được cái giải gì trong này không. Tặng đứt chưa mà đang đi. Nó vô hết lực cười mà hết lực cười rồi. Ừ. Được cái thớ cưa không được chứ. Cái mình kéo đâu thấy tay được nó đựng ra trên rồi. Mà nếu kích ở trên thôi cây mình liền cho làm gì. Đâu có giá trị nữa. Dù khó chứ sao. Đừng đứt của ta. Đừng đứt trì của nó tách rớt cái cây rớt ca cả ngoài xuống hố luôn nha. Rớt xuống dịch đá như dịch tường ra mà nó rớt xuống tới hố luôn á. Nên đừng có đu quay. Đứng là đừng lấy thớ của cái cây dữ lắm. Được không? Cồn thấy rất là mắc hạn. Cái này nhỏ, cái này lớn không? Lưỡi em ngang lưỡi anh. Nha. Yeah. Mà lưỡi anh ấy cắn nó quay ra hoài. Cắn nó căng hoài á. Nó dở chịu. Đầu cưa anh dở chịu lắm. Hả? Dở cưa anh nó nhỏ hơn, nó dở chịu hơn rồi. Đi được này phải không? Dở giữ cây lại cho nó bật lên, nó rất khó. Cưa đứt ở đây bật luôn á. Mắc cái ly với chỗ lỗ. Cần sức còn mà. Con ăn lỗ tới tìm cậu mà. Đứt chưa? Đứt chưa? Chứ chưa mà kêu rột rồi. Coi thử nhá lử ra thử rồi. Cầu đụng đá rồi, đứt đụng đá rồi kêu rột. Còn rất cái lử dưới là mất luôn á nha. Chưa sao? Hôm sẽ chặt dưới vậy. Gần đứt nó giải chứ sao? Còn nó ráng cứ từ từ đi. Chịu khó. Nó đứt cái đấy là xong mình rải lên nhưng mà giờ nó không đứt nó khổ vậy chứ. Chưa đứt em. Còn. Anh thấy còn. Rỡ dẹp to lắm. À, rỡ nó dẹp nó to sao? Nó to cái bản dẹp đó chứ. Cái bờ lưng nó mỏng chứ mà cái bản dẹp nó to. Do nó kẹt trong kẻ đấy. Mọc thì cũng hiếm dữ không biết. Mà mọc hiếm vậy có cây đẹp chứ mà cũng hiếm cho có cây đẹp. Anh em nó chưa tới đây cho nó tới đây trước mình nó lấy coi nào tao lượt mình bấy đào rồi. Cũng may. Dinh. Còn nó dính là nó muốn rớt á, đây nó giữ. Có cục to lắm. Cứ từ từ kéo, cái lưỡi anh nó phá cái đường cưa rộng á. Cho nên nó ít bị rít, như nó mỏ nhỏ bán nữa. Chù cưa. Nghe mình thở, nghe nói gì. Một cây hai trâu. Trên kẻ đá bấy từ sáng giờ đây mời các bạn vô và đón xem trên cái mời các bạn đón xem đây đi có thằng cậu nó nữa đây hai chân này quay mặt nó dắt búa nó quấn em chạy không kịp mặt lâm tạch nên nó không cho quay chủ dịch đa không, cậu mày vô cưa đi vô chỗ anh ngồi thấy cưa đi à, bước lên trên không? Bước lên trên này.
Một cây quay xa quá không hết mấy được. Đây cái cây mình đem tới nhà rồi các bạn. Quyên Tây Tàng Tin. Dắt nhiều đây đi là coi như nó quẹt cũng phơ. Cây này có hành đế 40 các bạn. Cao 2m7. Đó, nó có bộ rễ. Cưa lôm khôm lấy được cái bộ rễ đó các bạn. Kích tên thì nó không có giá trị. Cao 2m7. Hoành 40. Tàng gì nữa. Mình xin phép quay một phía các bạn. Phía bên kia nó cũng vậy thôi. Đó, nó có bộ rễ đó các bạn. Hành 40 ở chỗ đây các bạn. Ngay tay mình rồi đây. Thì các bạn hình dung được là đoạn trên này nó bao nhiêu. Tay này chết các bạn. Lúa. À, mình xin phép mình quay vào phía đây. Các bạn phía ngược lại đây. Đó, tây tàng đó các bạn. Dắt ở đây xuống thì coi như nó quẹt tứ tung. Nhưng mình vẫn cố gắng. Cái này nó bị tứ, bị chết nhưng mà chết lao nên mình cắt bỏ. Bạn thấy cái rễ nó. Mình cắt trong đá, gắn cắt trong đá ra được cái rễ như vậy. Nếu mình hất ngang ở trên của cái cổ cây trên thì cây này không còn giá trị được các bạn. Cao từ mặt đất đây lên tới đọt. Tới đọt trên đây là 2m7. Cao tay ra đây các bạn. Ở đây nó có một cái nhánh nhỏ các bạn. Đó. Cái này mình đem cắt này ra đây các bạn. Cắt này ra đây. Và hớt cái ngay đây thì vẫn cho được các bạn. Hớt cái ngay từ nhỏ đây. Cắt ngang thằng lớn này bỏ. Thì vẫn cho được. Nhưng mình đỡ tàng riêng cho nó có giá trị các bạn. Rồi, mình xin phép cho xế cái góc thứ hai các bạn xem. Ngày nay anh em mình đi được hai góc. Góc thứ hai đây các bạn. Góc thứ hai là cao 2m1. Tính cái đọt dài này nha các bạn. Dân bay 2m1 và hành đế là 50 các bạn. Cái này hành đế 50. Các bạn xem tổng thể nó đây. Đó. Cho mình xa cái máy chút các bạn thấy. Hành đế 50. Cao 2m1, dáng nó như vậy các bạn. Hành đế 50 là các bạn hình dung được ở trên nó bao nhiêu rồi. 2m1 là mình đo theo chiều dài của thân tới rễ nha các bạn. Đây, đỡ rỡ này đây các bạn. Nó cũng kẹt đá các bạn. Anh em mình cũng đào cưa gần chết. Đó, bên đây nó ký vô bằng đá. Và nhánh đây là nhánh tứ nha các bạn. Nó lũa bán thân nhưng nó vẫn còn sống nha các bạn. Đây, nó vẫn còn sống đây. Hành đế 50 là mình ôm luôn ở đây nha các bạn. Ôm ngay chỗ cổ đây mình đo nha. Chứ không phải mình đo một thân đây nha. Các bạn lưu ý. Mình nói ra đúng thực tế là mình đo ngay chỗ đây. Hành đúng 50. Đó, chứ không phải mình ôm một cái thân thôi. Mình ôm ngay hành đế. Đó, nó là dân bay các bạn. Dắt dài thì nó khổ. Nhưng mà mình vẫn dắt. Tại vì cái cây hai trâu này nếu mà mình lấy ngắn thì nó tiếc. Tại vì cành nhánh nó ra rất là lâu. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của mình ạ.